Hi, xin chào các bạn đến kênh Đây Có Thật. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cánh đồng thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang các bạn. Thì hôm nay được biết là trong cánh đồng này có một anh chú nông dân có thuê một cái dịch vụ phun xịt thuốc bằng máy bay các bạn. Mình cũng muốn quay lại cái video clip này để cho các bạn thấy cái hình ảnh chiếc máy bay nó như thế nào và cách phun xịt nó ra sao để cho các bạn tiện theo dõi. Thì sau đây xin mời các bạn cùng mình sẽ khám phá trải nghiệm cái quá trình phun xịt của chiếc máy bay như thế nào hết rồi. Rồi xin mời các bạn theo dõi. Để được qua tiếp cận chiếc máy bay các bạn thì mình phải đi vòng qua một cái cầu khỉ mới có thể qua con kênh được. Đây là hình ảnh những chiếc xe của những anh thợ phi công lái máy bay các bạn, và những cái chiếc xe của anh nông dân đậu ngay căn cái cầu khỉ này. Thì giờ mình sẽ đi qua cái cầu khỉ nè các bạn. Cầu khỉ này cái thấy cũng căng quá, trên bên nữa các bạn, chặt một cái là văng xuống sông luôn. Hiện tại thì mình đang đi cầu khỉ các bạn, vừa đi cầu khỉ vừa nhìn cầu khỉ và vừa nhìn cái máy quay luôn các bạn. Căng dữ vậy, trời ơi. Thì hiện tại thì mình đang qua cầu khỉ, dò thì đi tay phải thì vịn, tay trái thì cầm máy các bạn, rất là căng ha. Cái này mà có gì rớt xuống sông coi như là không còn gì nữa các bạn. À dạ, hơi bị rung nha. Ây dạ, ây dạ, ây dạ. Cũng nguy hiểm quá các bạn ơi. Nguy hiểm thiệt. Ây dạ, ây dạ, thôi thôi thôi. Quá nguy hiểm các bạn ơi. Xuống các bạn, xuống dốc cầu khỉ ha. Cầu khỉ rất là cao, cái kênh này cũng cũng cao các bạn ơi. Rồi, chúng ta gần tới ha các bạn. Rồi, phóng xuống cầu khỉ rồi. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta di chuyển lại cái chỗ tập kết chiếc máy bay không người lái để phun xịt thuốc hôm nay các bạn. Giới thiệu các bạn luôn. Cái miếng guộng mà để phun xịt thuốc bằng máy bay không người lái hôm nay đó là miếng guộng của anh nông dân Năm Tiền, tên ngoại tỉnh Tùng các bạn. Anh nông dân này thuộc cái ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ha. Đây các bạn đang gần tới đông đông các bạn. Đó, đông đông đó là cái các phi công cũng như bà con nông dân đang tập trung đó ha. Dạ. Đây các bạn thấy cái hình ảnh chiếc máy bay không người lái không ạ? Chơi được rồi. Chơi ngữ. Thì bà, ở bên đây bà con đang thao tác chuẩn bị phun xịt các bạn, đó là công đoạn là pha thuốc trước, pha thuốc từ thùng trước các bạn. À, đây là anh nông dân năm Tiền ha. Đây bà con, đây là anh nông dân Năm Tiền, nông dân cũ ở đây, thuộc là ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ha. Hiện tại thì anh đang thuê một cái dịch vụ gọi là phun xịt bằng máy bay không người lái. Hiện tại thì các nhân viên phun xịt đang pha thuốc thôi mà. Rồi các bạn cùng đang mình quay một vòng của cánh đồng các bạn,
Sau đó chúng ta sẽ vào cái vị trí của bà con nông dân cũng như các nhân viên phun xịt máy bay không người lái. Đây các bạn. Đây các bạn, hình ảnh bà con nông dân cũng như là nhân viên phun xịt đang pha thuốc các bạn. Thì có một cái anh phi công, đó là anh đang cầm cái đầu mốt cũng như là cái máy định vị để điều khiển những cái bài phun thuốc các bạn. Và các bạn thấy hình ảnh chú bay không ạ? Hình ảnh chú bay các bạn thấy, nhìn thấy là bây giờ là nó đang nó làm có 8 cánh thôi bạn. Nó có 8 cánh. 8 cánh là 4 cái giòi phun phun xịt các bạn. 8 cánh 4 giòi phun xịt. Nó chia sẻ lại các bạn là thì cái dịch vụ phun xịt bằng máy bay không người lái này các bạn thì đối với địa bàn ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Giang thì nó hơi lạ đối với bà con. Cái thật sự cái này nó cũng không mới lắm. Thật sự thì anh em thấy trên mạng cái dịch vụ phun xịt này cũng rất là nhiều, nhưng mà nó tập trung ở các tỉnh khác các bạn, như Long An rồi đó, Sóc Trăng này ha. Thì ở An Giang thì đặc biệt là ở cái huyện Châu Thành tỉnh An Giang này thì nó chưa có, thì nên còn rất là mới đối với bà con ở nông dân ở An Giang nói chung cũng như là huyện Châu Thành nói riêng. Thì hiện tại thì như các bạn thấy thì anh em nhân viên máy bay cũng như là công ty đang pha thuốc để chuẩn bị phun xịt ha. Thì giới thiệu với các bạn sơ bộ về chiếc bay không người lái này, thì hình ảnh chiếc bay như các bạn thấy đó, thì như được biết thì nhân viên chia sẻ thì cái chiếc bay này tầm khoảng 230 các bạn, 230 triệu mà cộng luôn là cái thân máy không các bạn, 230 triệu là cái thân máy, pin chưa tính các bạn, pin một cục vậy là 15 triệu các bạn, mỗi cục pin là 15 triệu, cho nên mỗi cục pin phun được 1 hecta các bạn, mỗi cục pin phun được 1 hecta, sau khi phun được 1 hecta thì chúng ta vô thay cục pin khác để mà phun hecta kế tiếp các bạn. Thì cái liều lượng của chiếc bay không người lái này các bạn, thì phun xịt nó chỉ là chứa được vừa thuốc vừa nước luôn các bạn, chỉ là 10 lít nước, chỉ là 10 lít thôi, vừa thuốc vừa nước luôn, chỉ 10 lít thôi. Thì 10 lít thì có thể là phun đồng hết ta các bạn, trong vòng 8 phút đến 10 phút các bạn, rất là nhanh ha. Thì hiện tại thì bây giờ các nhân viên chúng ta đang đổ nước cũng như thuốc vào chiếc máy bay rồi các bạn. Thì chắc lẽ bây giờ nhân viên phi công chúng ta chuẩn bị khởi động các bạn. Chuẩn bị khởi động. Rồi chuẩn bị các bạn. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi, cái máy bay đang khởi động các bạn. Đây, máy bay chuẩn bị khởi động bay lên này các bạn ơi. Quá dữ các bạn ơi, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bạn, thấy không? Bạn thấy chiếc bay không các bạn? Quá dữ luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp các bạn ơi, chiếc bay quá dữ luôn. 8 cánh các bạn, có 4 giò phun. Thầy cũng chia sẻ các bạn thì thấy chú nó không bay á, đảm bảo an toàn cho chú á. Rồi hiện tại thì mình đang thấy chú bay nó đang phun thuốc xuống các bạn. Thuốc kia xuống hả? Xuống hả? Ở đây các bạn, thì một anh phi công cũng như là nhân viên điều khiển đang đứng trong bờ các bạn, đang đứng trong bờ để điều khiển chiếc máy bay này các bạn. Đó, chiếc máy bay đang bay ngoài đó các bạn. Thì muốn chia sẻ các bạn, chiếc máy bay này mang trong người khoảng tính luôn nước và thuốc luôn là 10 lít các bạn. Thì thời gian phun xịt 1 hecta là khoảng 8 đến 10 phút. Sau đó là máy bay sẽ
trở về vị trí ban đầu để mà tiếp cái bình thuốc tiếp theo không ạ. Thì trước khi cái chuyến bay này bay phun thuốc các bạn, thì nhân viên cũng đã xuống cái ruộng để định vị cái đường bay trước các bạn. Định vị xong rồi mới vào phun thuốc, mới pha thuốc, pha xong rồi mới cho tiến hành khởi động bay các bạn. Thì sau khi chúng ta đổ vừa thuốc vừa nước là 10 lít nước cho một chuyến bay các bạn, thì có thể ra máy bay chúng ta bay được 1 hecta. À, 1 hecta xong là hết 10 lít nước đó, thì sẽ điều khiển chiếc máy bay đảo vô và mà hết 10 công cũng như 1 hecta này các bạn, thì sẽ hết một cái cục pin. Thì cục pin này nó chỉ dự phòng chúng ta là bay trong vòng hecta, trong vòng là 10 phút các bạn thì sẽ hết. Thì sau đó thì phun 1 hecta kế tiếp thì sẽ thay cục pin khác, cục pin mới các bạn. Cục pin mới thì nếu các bạn mua chiếc bay 230 mà đầu tư một cục pin như vậy đó là các bạn là khoảng 15 triệu nữa, khoảng 15 triệu nữa các bạn, 15 triệu nữa các bạn, cục pin rất là mắc. Được nhân viên cho biết các bạn, thì cái cục pin sạc để mà bay được một chục công đất này các bạn, tức là 1 hecta đó các bạn, thì cái giá trị mà mua cục pin phải bỏ ra là 15 triệu là một cục. Sau khi bay được 10 công đất thì chúng ta sẽ vô thay cục pin khác để bay 10 công đất tiếp theo các bạn. Thì cái pin này dạng pin sạc các bạn. Pin sạc thì xài thì có thể được 10 phút mà sạc thì trong vòng 20 phút là đầy hết các bạn. Thì chúng ta sạc 20 phút thì có thể phun được 1 hecta các bạn. Thì cái dịch vụ phun xịt bằng máy bay không người lái các bạn thì được nhân viên cho biết là cái giá phun xịt đó là một công điền của mình đó là 20.000 các bạn. 20.000 ha. 20.000 các bạn. 20.000. Các bạn nhìn thấy chứ bay cũng hơi xa xa các bạn, nhìn thấy không thấy ha. Thì các bạn thấy chứ mình đang đứng ở đây mà chiếc máy bay nó xa quá nhìn cũng không thấy các bạn, mà trong khi đó thì nhân viên điều khiển thì ngồi trong bờ thì cũng rất là xa, chỉ nhìn lên cái máy định vị để điều khiển thôi các bạn, chứ không có biết được là chỗ nào phun xịt được chưa. Tại vì mình đã định vị trước rồi thì máy bay sẽ biết đường bay các bạn, biết chỗ nào chưa phun và biết chỗ nào không phun, biết chỗ nào là phun rồi, biết chỗ nào chưa phun hết các bạn. Đó các bạn thấy cái chiếc mà nó lên xuống lặng lặng, nó chiếc máy bay đang bay phun thuốc các bạn. Thì nó bay khoảng 10 phút thì có thể là nó đảo vô, tại vì nó hết 1 hecta các bạn. Thì được biết thì cái dịch vụ máy bay không phun thuốc máy bay không người lái nữa các bạn, thì một công điện của nó là 20.000, 1 hecta là 200.000. Thì so với cái cách phun xịt truyền thống của bà con nông dân ở đây các bạn, thì một bình máy là 25 lít quải trên dây, phun 25 lít nước một bình các bạn. Thì được biết thì một bà con nông dân, một cái người phun thuốc để mà phun hết được 1 hecta này á, bằng cái bình 25 lít các bạn, thì phải mất 1 tiếng rưỡi mới hết 1 hecta. Thì một cái bình thuốc 25 lít này, cái dịch vụ bà con phun xịt đó là 10.000 các bạn, 10.000. Tuy nhiên thì cái dịch vụ máy bay không người lái nữa các bạn, thì lái một phun 1 hecta vậy thời gian mất chỉ là khoảng
10 phút, 8 đến 10 phút thôi các bạn, rất là nhanh ha. Thì nó ở đâu đó nó gấp 10, 15 lần so với người phun xịt bằng cái bình xịt ha. Cái việc mà phun thuốc máy bay không người lái nè các bạn, thì nó sẽ giúp cho bà con chúng ta giảm được cái chi phí. Đó, giảm được cái chi phí. Và thứ hai nữa là nó giảm được cái thời gian phun xịt các bạn. Và cái thứ ba nữa, nó giúp chúng ta không phải lội phun xịt để mà đạp lúa thì nó rất là nhót các bạn. Đó. Thì như các bạn thấy này, hiện tại thì bây giờ chiếc máy bay ở đâu đó cũng đã phun hết được 1 hecta rồi các bạn. Thì sau 1 hecta thì nó sẽ đáp trở lại vị trí cũ để chúng ta tiếp tục tiếp nhiên liệu bằng cái 10 lít nước khác, trong đó có thuốc luôn đó các bạn. Thì rồi ở đâu đó chắc cũng khoảng 10 phút ha, cũng hết 1 hecta rồi. Bây giờ là chúng ta tiếp cái thiếu thuốc 1 hecta tiếp theo. Bây kêu ông có gì tranh thủ qua chứ chứ đi đây. 8 anh. Rồi, trong vòng 8 phút vừa rồi là chiếc máy bay không người lái cũng đã phun xong 10 công đất cũng như 1 hectare các bạn. Thì bây giờ là chiếc máy bay sẽ vô, sẽ tiếp cái nguồn thuốc để mà phun 10 công cũng như 1 hectare tiếp theo ha. Đây các bạn, máy bay đã tiếp thuốc xong và chuẩn bị khởi động cho chuyến thứ hai. Đứng. Đó, máy bay đang khởi động các bạn. Dạ được chú hay. Nãy coi như lần bình nãy là hết 10 công đó ha. Không, là tăng lên rồi. Có clip đầy đủ. Chú hai nha, chú hai Hồng cũng nông dân ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh các bạn. Là chú hai đâu chú hai? Đi cắt lúa gại vậy? Rồi đi cắt lúa gại. Không đánh chú hai cho kỹ. Mai mốt là chắc ra chú bài cắt lúa gại luôn, chú hai khỏi đi cắt. Nếu mà cái này đó lúa mà muốn mai mốt mấy bài cắt lúa gại luôn rồi. Mai mốt về mua chiếc con quay. Cắt lúa gại sao cắt? Định gì? Định gì? Định gì nào, lúa gại là cắt. Còn lúa mình để lại. Đi cái điểm nó trở lại. Ở đây có nhận rồi. Có nghe gì ta vậy đó? Bà nói gì sung sướng không? Cái chú này là ba nó ở nhà đó. Là bắt lên là chơi tới. Anh Năm, anh thấy cái dịch vụ phun xịt này như thế nào anh Năm? Theo anh là người nông dân ở đây, cái mô hình này như thế nào? Sao? Theo anh thì cái mô hình cái dịch vụ máy bay không người lái này hiện nay thì anh thấy nó sao? Sao tôi thấy bị máy bay này mới đây thì bay mới hồi lúc ở trong ngọn được á, tôi thấy là cũng như không có nước rồi mình xịt nước rồi nó dễ, rồi máy rồi cũng như ở đậu bà kinh rồi mình bay nó lấy nước nó dễ mà thấy nó hiệu quả đó. Nó thuận tiện. Tức là mình mà làm dịch vụ máy bay không người lái này nó tiện cái là mình ở bờ kinh mình có thể lấy nước rất dễ. Đúng không? Mình khỏi cần phải vô trong phải vét từng miếng mương nước rồi ha. Nước trong sạch. Thì cái máy bay này theo thấy thì cái hiệu quả nó so với phun xịt bằng bình máy như thế nào anh?
theo mình thấy thì nó cũng bình máy á, nó không hồi trước giờ xài bình máy không, mà máy bay này mình mới xài đây thì thấy đạt quá đó. Ghe ghe gần không chú Năm? Ghe gần đây không? Ghe ở nhà lắm. Chú Năm về lấy ghe chạy đây chú Năm ơi, chuyển máy đẳng cho gần. Chuyển máy đây miếng đó. Theo như chút mình đây mình bay qua đó cái mình đi lộ bộ lại đó luôn. Không đủ pin. Hả? Còn mình còn đi sạc pin nữa. Chút vô sạc pin lấy ghe luôn. Pin đi. Đây hai bình nữa hết pin rồi, còn nó đi đâu sạc. Đi sạc đấy. Pin ba vòng sạc không pin. Vậy là theo cái dịch vụ phun xịt này mình thấy cũng rất ok ha anh Nam. Ok đó phải. Tại vì có một số bà con nói là trước đây mình phun một công cắt gì ít gì cũng phải một bình 25 lít. Nhưng mà trong khi đó hôm nay cái dịch vụ phun xịt này là một hecta mà phun có 10 lít nước, trong đó có thuốc luôn. Có thuốc mà đậm đặc dữ lắm. Dạ. Thì ở đâu đó vẫn hiệu quả và rất là êm ha, giải pháp là rất là ngon ha anh Nam. Mình thấy là rất ok đó, phải có nhiều. Hy vọng trong tương lai thì bà con mình sẽ thấy được cái dịch vụ này hiệu quả thế này thì có thể là trong cái ở cái giai đoạn nào đó mà cái việc mà chúng ta kiếm nhân công phun xịt hơi khó đó anh, thì có thể đáp ứng được cái phun xịt được cho bà con nông dân kịp thời, phòng trừ được các bệnh loại thải ha. Một công vậy là 20.000 ha anh. Công dịch vụ công điện ha. Công điện 20.000. Dạ. Thì trước đây bà con mình phun xịt bằng máy một bình vậy là 10.000. Dạ. Công hai bình. Công hai bình. Đó, công cắt. Công cắt. Công cắt hai bình. Hai bình. Dạ. Công cắt hai bình, trong khi dịch vụ phun thuốc bằng máy bay thì một công điện là 20. 20.000. Dạ. Mình phái có cái gì xịt cái cửa cuối này nè, không có cần chảy nước, chảy nước vô rồi có xịt rồi có nước nôi rồi nó có lằn phên rồi đó. Bây giờ mình xịt máy bay này là không cần nước, lấy nước bằng kinh đó là vô mình xịt tới không có lằn lội nữa. Với lại mình phun cái này thì nó đỡ cái là đỡ mất thời gian ha anh Năm. Tại vì đối với bà con cũng như người phun xịt mướn bằng bình 25 lít á, thì phun 1 hecta có thể một người là mất 21 tiếng rưỡi. À, trong khi đó mình phun xịt bằng máy bay như thế này thì 1 hecta chỉ mất có 8 đến 10 phút thôi. Dạ. 8-10 phút. Mà trong khi đó mình bớt cái việc mình lội vô ruộng thì nó rất là nhót. Đạp lúa đó nè. Dạ. Thứ hai nữa là mình cũng không có, bà con nông dân mình cũng người phun xịt cũng không có tiếp xúc được cái thuốc và cho nên là sự gây cho bệnh cho người thì cũng ít ha, làm cho người ta cũng rất là khỏe. Chú Năm thì chú Hai sắp tới chú Hai có đăng ký phun xịt dịch vụ máy bay không người lái rồi chú Hai cũng hướng. Cũng hướng hả? Hướng, bởi vì mình mùa này là hết rồi. Dạ, vậy là chú Hai xịt cử cuối rồi hả? Cuối rồi. Xịt rồi. Nếu mà chú Hai chưa xịt chắc chú Hai cũng chung xịt luôn ha. Thấy cái dịch vụ này bây giờ nó đáp ứng được cũng ngon hả chú Hai? Cũng ngon nhưng dạ. Có cái giá hơi giá. Chuyện giá. Có nghĩa là cái xịt gia công với cái xịt bằng tay đó. Dạ. Nó hơi mắc hơn xịt tay tí. Dạ. Thì con rất là hiểu chú Hai, nhưng mà cái dịch vụ phun xịt này thứ nhất là chú Hai biết là mình đỡ khỏi phải lội trong là mình lấy nước. Tại mình ở ngoài kinh mình lấy nước được rồi. Cái thứ hai là mình lội á là đỡ đạp lúa. Không đạp lúa. Dạ, rất là đạp lúa biết là mất biết nhiêu lúa rồi. Gần công 5 kg. Dạ. 1 kg thì có dạ. Đủ bù cho tiền xịt nó được. Dạ. Dạ, cái thứ ba nữa là trong cái thời tiết mưa gió để cho hiệu quả thuốc chú Hai thì có thể là máy bay phun xịt này có thể là 10 phút là đã xong 1 hecta rồi. À, còn mình nó phun bằng máy kia mà trong cái thời gian mưa bão mà phun bình 25 lít có thể là kéo dài 1 hecta là 1 tiếng rưỡi chú Hai. Ở đâu đó nhiều khi mình đang xịt nửa tiếng cái tự nhiên mưa xuống thì nó thuốc nó không hiệu quả nữa. Nên nói ra bài đáp chú ơi. Đúng không? Rồi các bạn đang thấy chiếc máy bay nó đang bay về các bạn. À, coi như là đã phun hết 1 hecta thứ hai các bạn. Đây. Máy bay đang bay về cái chỗ tiếp nước và tiếp thuốc các bạn, để phun 1 hecta tiếp theo. Đây các bạn.
Sài Gòn. Sài Gòn không? Rồi, có một nhân viên ta thay bình thôi mà. Thì thay cái bình mới này có thể là phun được 1 hectare khác các bạn. Cứ mỗi chuyến là 1 hectare, một cái bình mới các bạn. Một cái bình vậy là có thể là phun được 10 phút các bạn. 10 phút ở đâu đó cũng vừa hết 1 hectare. Thì hết 1 hectare thì có thể thay cục pin khác. Và 10 lít nước, và trong đó có thuốc luôn mà. Vừa thuốc vừa nước là 10 lít ha. Trong chiếc bay này chứa đựng được như thế. À, được biết thì bà con nông dân ở đây nãy giờ cũng đã tâm sự thì cái dịch vụ máy bay không người lái phun thuốc các bạn thì rất là tiện ích cho bà con trong cái tương lai ha. Thì đây cũng là một cái bước ngoặt cũng như là cái thành tựu đáng kể về công nghệ phục vụ trong ngành nông nghiệp của Việt Nam chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới nói chung ha. Thì cho nên với dịch vụ này muốn cho bà con thấy là cái lợi ích của nó như thế nào, bà con nào có cái định hướng để mua chiếc máy bay để về làm dịch vụ phun xịt thì có thể liên hệ đến chỗ công ty ở đây các bạn. Thì 1 hectare thứ 3 được khởi động các bạn. Chiếc cái ba hiện tại các bạn đang bay các bạn, phun xịt là có giá là 230 triệu các bạn. Cục pin là 15 triệu nữa các bạn ha. Ở đâu đó 245 triệu. Thì mỗi cục pin thì phun được 1 hectare, tức 10 công đất mình đó là công tầm điện mình ha. Thì mỗi lần phun xịt cho các bạn, thí dụ bà con nông dân nào mà kêu dịch vụ phun xịt bằng máy bay này các bạn 10 hectare thì bên dịch vụ sẽ chuẩn bị cho mình 10 cục pin các bạn. Tại mỗi hectare là một cục pin, cứ mỗi hectare vô là một cục pin các bạn. Rồi. Thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc cái đoạn video clip này tại đây. Hy vọng rằng các bạn ở đâu đó trên mọi miền Tổ quốc có thể thấy được cái clip này mình quay về cái dịch vụ phun xịt máy bay hiện nay để đáp ứng cái tiện ích cho bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và trên cả nước nói riêng. Trên cả nước nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng các bạn. Thì nếu các bạn nào mà thích cái video clip này thì các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng cách là bấm chữ đăng ký và bấm cái chuông các bạn, để các bạn có thể nhận những cái video mới nhất mà mình có thể cập nhật ha. Rồi, xin chào và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong cái đoạn video clip mới nhất. Xin chào.